Với đây, viên Hương Yên được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam công nhận là một trong top 100 doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam 2021. VNPT Hưng Yên luôn đảm bảo tốt chỉ tiêu tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận hàng năm, tại việc làm và thu nhập ổn định cho 100% người lao động, đóng góp mỗi năm từ 20 đến 30 tỷ đồng cho ngân sách địa phương. Doanh nghiệp luôn trách nhiệm với cộng đồng khi ủng hộ về trang thiết bị vật tư cho công tác phòng chống dịch, tặng 300 máy tính bảng cho chương trình sóng và máy tính cho em, ủng hộ kinh phí giúp đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ, tham gia tài trợ các hoạt động khuyến học khuyến tài của tỉnh bên cạnh đó vnpt hưng yên là doanh nghiệp tiên phong trong sử dụng năng lượng xanh thực hiện chiến lược phát triển bền vững gắn kết mục tiêu tăng trưởng kinh doanh với gia tăng giá trị tích cực cho cộng đồng và giảm thiểu tác động đến môi trường